sẽ được kết nối với nó là một cái mạng nội bộ của A0. Đó, tức là tất cả những cái nhà máy sẽ được hòa một cái mạng chung đặt máy chủ tại A0. Nó sẽ dùng cái router định tuyến vào đấy. Mang quán thì đúng rồi, thì chỉ những cái máy này mới có thể truy cập được cái trang web này. Chỉ có những cái máy này mới có thể truy cập được. Ô nhầm mẹ gì? Không, có lưu trong rồi. Sơ đấy hả? Có lưu trong hết rồi. PC3 hả? Có lưu trong đấy. Mặt trời. Có trong file kia có. Đó là mình sẽ có một cái tài khoản đăng nhập vào cái cổng thông tin này. Đó, đây là cái giao diện. Cái này em nói sau nhá. Đừng nói về cái thống đo đếm trước này. Vâng. Thì cái máy tính này là cái máy tính đo đếm. Mục đích của nó là em vừa nói rồi đấy. Thì bây giờ nó sẽ sử dụng hai cái phần mềm nào để đạt được cái mục đích đấy, thì nó dùng EML server này, MDS này. Cái EML server này là cái phần mềm đọc số liệu. Phần mềm đọc số liệu. Nó có nhiệm vụ đọc và cái thằng MDS này. Thằng MDS này sẽ có nhiệm vụ gửi. Khi mà các anh bật hai phần mềm này, các anh đọc những cái sản lượng ở đây, đọc những cái thông số ở đây, sản lượng ở đây, thì cái phần mềm này sẽ gửi đi về A0. Đó, đây là phần mềm đọc nhé, phần kia là phần mềm gửi, và đây là phần mềm gửi. Bây giờ em nói này, cái phần mềm này bây giờ cái giao diện của nó như nào? Đây là cái góc này này, là các cái thông số mình có thể đọc từ công cơ. Thông số vận hành này. Thông số vận hành là cái thông số hiện tại ở trên công cơ, các anh ấn cái nút vàng ở trên công cơ ấy, nó ra tổng quy giao, quy nhận, quy giao, quy nhận ấy. Và cả bốn góc ấy. Rồi nó sẽ ra một cái file Excel ở đây. Thì các anh có thể đọc thông tin này. Chỉ số chốt là chỉ số chốt tháng, giống như cái thông số vận hành này, nhưng mà là cái chỉ số thông số vận hành đọc tại 0 giờ 0 phút ngày mùng 1 hàng tháng. Nó là một cái thông số vận hành, nhưng mà nó xảy ra đúng vào cái thời điểm 0 giờ 0 phút ngày mùng 1 hàng tháng. Nó tự động được không anh? Cái chỉ số chốt đó tự động được không? Tự động được không ạ? Không, nó tự động đọc hàng tháng được không hay là mình phải chốt? Nó sẽ tự động, nó chốt ở trong công cơ. Ừ. Đó, là mình có thể mình lấy, mình truy xuất vào, vì phần mềm này nó chỉ truy xuất vào công cơ để nó lấy ra thôi. Chứ cái phần mềm này nó không xử lý, nó chỉ là thu thập số liệu từ công cơ thôi. Cái chỉ số chốt này là A0, người ta cũng đọc hàng tháng, người ta sẽ đọc, người ta sẽ tính sản lượng cho mình hàng tháng này. Đó, phụ tải công suất này. Anh chụp ngay quá cũng được nha. Phụ tải công suất này, phụ tải sản lượng này. Đó, những cái thông số này mình có thể đọc được. Chốt ngày thì các anh muốn chốt sản lượng đúng không ạ? Các anh muốn tính sản lượng ngày đúng không ạ? Đúng rồi, cái sản lượng ngày là cái phụ tải sản lượng này là cái yếu tố quan trọng nhất của nhà máy mình đúng không? Mỗi nhà máy nó phụ thuộc vào sản lượng, tổng sản lượng của mình. Thì nhiệm vụ của các anh hàng ngày là phải đọc cái sản lượng này để gửi về A0. Đó là A0 người ta sẽ đọc ra cái sản lượng này theo quy định của cục điều tiết điện lực ấy. Là cái số liệu sản lượng của nhà máy là phải đo từ hai nguồn. Thứ nhất là tại nhà máy đọc từ cái máy tính này gửi về A0, và thứ hai là A0 người ta sẽ đọc từ xa. A0 người ta sẽ chọc trực tiếp vào những công tơ kia để người ta đọc. Đó là người ta có quyền để chọc trực tiếp vào đây người ta đọc công tơ để người ta đọc. Đó thì bây giờ đối với cái phụ tải sản lượng này thì anh chọn phụ tải sản lượng này, anh chọn điểm đo này. À đây bên dưới này là các volume thao tác này, đọc số liệu và xuất số liệu này. Đọc số liệu là mình khi mình chọn điểm mình ấn đọc thì sẽ đọc. Đó, còn cái xuất số liệu này xuất như nào? Cái xuất số liệu này thực chất nó là một cái kiểu cái shortcut đấy, để nó truy xuất vào cái thư mục mà mình vừa đọc ra cái số liệu. Đó, còn những cái cấu hình cái này thì các anh quan tâm, anh chỉ quan tâm đọc số liệu và xuất số liệu thôi. Cái này chỉ để cài đặt ban đầu thôi, để nhập cấu hình công tơ các thứ. Thấy chưa? Và cái phụ tải sản lượng này là một đặc điểm nữa này. Ví dụ hôm nay là ngày 31 này, anh chỉ có thể đọc được sản lượng ngày 30 thôi. Vì nó sẽ là cái sản lượng trong ngày 30, phải hết ngày 30. Mới đọc được đó. Qua 0 giờ nhỉ? Đúng rồi, qua 0 giờ nó sẽ đọc được. Không, ví dụ em muốn cài khác được, ví dụ em muốn chốt lúc 8 giờ được không? 8 giờ thì các anh sẽ chỉ lấy được sản lượng của ngày hôm qua thôi. Được đó nhỉ? Sao không được nhỉ? Ở trước là em là mình đất lông mà chốt được chứ. Bây giờ em chốt thử cho các anh nhé. Đây ví dụ là một cái nhà máy này. Mình đọc một sản lượng của nó. Sản lượng ngày 30. Chỉ chụp hiện tại được thôi. Còn ngày là phải qua một ngày mới chịu được ngày kia chứ. Trong ngày mà. Vậy sản lượng ngày hôm nay thì sao mình chốt được? Ví dụ 3 ngày thì không, ý tới... là ví dụ mình chốt lúc 8 giờ, lúc 20 giờ ngày hôm qua được không?
ngày thứ tới đúng 20 giờ là chốt được không? 20 giờ là chốt. Anh muốn chốt cái số liệu gì ạ? Ví dụ trước là hàng ngày á. Số liệu hàng ngày thì anh có thể đọc cái thông số vận hành này ra. Đây em nói hết cái phụ tải sản lượng rồi nhá. Phụ tải sản lượng này. Tải sản lượng này, anh ví dụ các anh chọn, anh đọc một điểm nào bất kỳ, anh chọn nhiều anh giữ control, anh chọn thích anh giữ control A, anh chọn một điểm anh giữ control, giữ nhấn chuột, hoặc anh ấn đọc này, hoặc các anh có thể chuột phải vào đây để anh đọc. Đó, nó sẽ hiện ra cái quản lý đọc số liệu này, đó nó cứ nhảy hai dòng liên tục này, nó đọc được này. Nếu mà nó đọc lỗi thì có nguyên nhân có thể do kết nối từ cái máy tính người đến công tơ đang bị lỗi, hoặc là công tơ không có điện, giống như trường hợp của mình hiện giờ nó không đọc được. Đây là đọc một cái nhà máy đang hoạt động, nó sẽ đọc được. Thấy chưa? Chết, giờ chọn 3 ngày nữa. Trong 3 ngày là nó tính từ ngày mình chọn dưới này hay là tính ngày cuối cùng trừ lũi? Nó sẽ chọn ngày 3 ngày trước đó nhé. Tiến lên. Đây các anh nhìn nhá. Phụ tải sản lượng nhá, đọc từ ngày nhá. Ví dụ bây giờ các anh đọc từ ngày 1 tháng 5, các anh chọn 3 ngày thì nó sẽ đọc ngày 1, 2, 3. Anh chọn 30 ngày nó sẽ đọc ngày 1, 2 đến ngày 30. Anh chọn 300 ngày thì nó sẽ đọc cũng đọc từ ngày 1 đến ngày 30 thôi, còn những ngày kia nó chưa đến thì nó sẽ bỏ qua. Tối đa là bao nhiêu ngày? Em chưa thử bao giờ nhé. Cái này là quạt chốt tự động phải không anh? Đó là chốt tự động đúng không? Cái này là mình chốt bằng tay, mình đọc bằng tay. Tức là hàng ngày thì anh sẽ phải làm cái thao tác gì? Hàng ngày thì anh sẽ phải control A này. Anh chọn phụ tải sản lượng này, anh ấn đọc này, anh ấn đọc xong là xong, được chưa? Đây còn đối với thằng đó, thì tất cả những cái file sản lượng nó được lưu ở đâu? Tất cả những cái file sản lượng nó sẽ được lưu ở trong đây, hộp C này. Thì anh moi cái đó cho nó gần gần được không? Vô một ổ đĩa, vô một bước thôi mình thấy cái đó rồi được không? Mình chuyển thứ một cho nó lưu được không? Không. Cái chuyển nó không lưu được. Bay liên rồi. Không cần chuyển mà đổi tên chứ. Chuyển gì hết. Không có anh chuyển bảo lỗi liên. Anh không đổi tên cho anh nhé. Vì tất cả những cái phần mềm này này, phần mềm gửi số liệu về A0 nó đã được cấu hình vào cái thư mục này rồi. Số lượng công tơ này. Anh cứ chịu khó vào lên đấy cho em nhé. Đó. Nó có ổ đĩa ảo của nó đúng không? Không phải là ảo mà nó lưu vào đây mà anh, nó lưu những cái sản lượng vào đây mà. Ổ E hả? Cài đặt riêng cho nó một ổ vậy hả? Cái này chắc là yêu cầu của bên anh nào đấy. Thường em triển khai em sẽ làm cho nó lưu trong ổ C luôn. Nói chung là không quan trọng đâu mà cái. Đó nó sẽ lưu vào sản lượng công tơ này. Sản lượng công tơ, được chưa? Thì tất cả những cái file sản lượng ấy nó sẽ được lưu ở đâu? Nó lưu ở đây này. Trong MR này. Nghĩa là việc chốt bằng tay và việc chốt tự động sẽ lưu ở hai thư mục khác nhau không anh? Không, sẽ lưu hết rồi đấy. Chung luôn hả? Nó chờ sẽ hết về chứ. Đây, nó sẽ lưu ở đây. Tất cả những cái file sản lượng. Em đang nói file sản lượng thôi nhá. Nó sẽ lưu ở trong ESMR này, CSV này. CSV ở sản lượng công tơ này, ESMR này, không phải CSV, không phải CSV. CSV là cái đuôi của nó. Sản ESMR này. Đó. Ví dụ em vừa thao tác đọc xong cái điểm hai cái điểm này. Thì các anh nhìn cho em đây, cái file này nó có nghĩa là gì? 27050 nghĩa là gì? Ngày 27 tháng 5 năm 2020. Nếu mà năm 2019 nó sẽ ghi là số 9, năm 2021 nó sẽ ghi là số 1. Được chưa? 27 tháng 5 năm 2020. Điểm 101 và 303 này có nghĩa là gì? 101 và 303 này là có nghĩa là 101 và 303 số công tơ đúng không? Không phải là số công tơ. Đây nó là cái số này, nó là cái mã điểm đo này. Cái mã điểm đo này nó do A0 cấp cho nhà máy. Nó sẽ gán với từng điểm đo một. Ví dụ điểm 101 mã điểm đo này, nó là điểm Mỹ Sơn 3131 này. 303 nó là 171 này. Được chưa? Đó, thì anh nhìn này. Anh nhìn vào đây, 101 thì nó chính là cái sản lượng của cái điểm 131 này trong cái ngày 27 tháng 5. Được chưa? Tại sao nó phải đặt tên như này? Đây là quy định của A0. Khi mà cái file này nó gửi về A0 ấy, sẽ nhìn cái số 101, sẽ kết luận ra cái điểm 131. Chứ người ta không gán nguyên cái tên Mỹ Sơn 131 vào đây nữa. Tôi nghĩ là cái file đó cái tên là vừa tên tên ngày, ngày tháng và cái mã điểm đo. Để nó gửi về A0 thì A0 cái máy chủ nó sẽ quét, nó sẽ tự nhận ra đây là sản lượng của ngày nào và cái điểm nào.
Đó, thì anh mở lên cái file này sẽ có đặc điểm như nào. File này có đặc điểm như này này. Một ngày có 24 tiếng, nó chia thành 48 chu kỳ, mỗi chu kỳ 30 phút. 30 phút. Đúng không? 48 chu kỳ đâu. 30 phút. Thì đây. Đó, các anh nhìn cho anh, 48 chu kỳ chưa? Đó, nó sẽ có 48 chu kỳ. Cái nhìn ra nó sẽ có 48 chu kỳ. Chế độ tự động được. Đó, 45 này, 47, 46, 47, 48 này, 48 chu kỳ. Được chưa? 48 chu kỳ nhưng mà hiện giờ là bằng 0. Các anh để cho em hai dòng này. P giao quy nhận, quy giao quy nhận. P giao quy nhận, quy giao quy nhận của cái điểm 101 này, tức là cái điểm 131. Trong cái ngày 27 tháng 5 2020. Thì đây, nó sẽ có 48 chu kỳ đây, ví dụ là trong cái khoảng cái cột C này. Nó sẽ là tổng sản lượng giao và tổng sản lượng nhận, tổng phản kháng giao phản kháng nhận trong cái khoảng thời gian là từ 0 giờ đến 0 giờ 30 à. tiếp theo là từ 0 giờ 30 đến 1 giờ. Như thế nó là trong cái khoảng thời gian sản lượng, trong cái khoảng thời gian đấy à. Được chưa? Đây ví dụ mở một cái file của nhà máy này có số liệu này. Đó, giao này, nhận này, giao này, không nhận này. Đó. Cho nên để bây giờ mà để tính cái tổng sản lượng trong một ngày 31, trong ngày 27 này. Tính tổng sản lượng trong ngày 27 này. Thế nên là một tính sum ở cuối dòng không ạ? Đó. Tính sum nó vào các anh sẽ tính ra tổng giao, tổng nhận, anh trừ đi nó sẽ tổng giao của cái điểm này trong cái ngày đấy. Được chưa? Đó là đối với cái file sản lượng. Anh để ý một cái nữa cho em này. Cái file sản lượng này. Vừa nãy là nó cái phần mềm MDS này, em đang tắt đúng không? Đây nhá, sản lượng view ở đây nhá. Ủa, E này, sản lượng công tơ này, FVR này. Được chưa? Bây giờ em bật cái MDS này lên này. Đó, nhìn không? Đang mã hóa này. Hai cái file này nó mất đi chưa? Tức là tất cả những cái file sản lượng ấy, nó đọc ra nó sẽ được mặc định nó lưu ở đây. Và cái phần mềm này nó đã được chọn vào cái thư mục này rồi. Tức là có cái file sản lượng nào thì nó sẽ gửi về, nó sẽ dùng cái phần mềm này để nó mã hóa và nó gửi về F0. Đúng. Tại sao là lúc nãy là nó gửi sao nó mất luôn anh? Đúng rồi, nó sẽ gửi nó sẽ mất. Vì cái xe về hôm bữa gửi là gửi ngày nào mất nó mất luôn. Đâu nó qua bên thằng kia này. Vì đây là đúng rồi, vì đây là cái quan trọng hàng đầu. A0 người ta yêu cầu mình cái này cho nên là cái phần mềm này sẽ ưu tiên nó sẽ được chọn thẳng vào đây để nó lấy những cái file sản lượng mà nó gửi về F0. Còn tất cả những cái thông số khác, thông số vận hành này, công suất này, chốt này, lịch sử này sẽ lưu ở một chỗ khác. Rồi bây giờ mình kiểm tra nó gõ thành công sao rồi? Đây nó gửi thành công này, anh nhìn này. À nó báo nó luôn. Cái phần mềm này này. Nó báo sao? Anh nhìn trạng thái của nó running này. Running thì nó đang chạy. À. Tức là có file nào nó sẽ gửi stop này, anh đang stop này. Tức là nó sẽ không gửi nữa. Không, ý là gửi thành công là nó báo sao đâu? Đây anh nhìn này, nhật ký gửi số liệu đo đếm này. Tức là cái này nó sẽ ghi lại tất cả những cái việc mà nó làm ở trong cái khoảng thời gian này. Ngày này đến ngày này nó sẽ làm những cái gì, nó sẽ ghi vào đây. Đó cái trạng thái thành công chỗ nào? Thì cái ngân view log này. Đây, báo đây, mã hóa khoa thành công này. À. Gửi thì đường dẫn này. Là mình vô cái đường dẫn đó đúng không? Vâng đúng rồi. Mình vô cái đường dẫn đó là đi tới đâu anh? Đi vào đọc sao CFD còn được mà. Chứ bên CFD hẳn con lưu cái file. Cũng không lưu lại file cùng. Mình vô cái STP của nó kiểm tra được cái file mình không? Không. Nó có cái gì? Nó có cái chỉ STP chứ. Vào được nhưng mà mình đâu phải cần phải vào đâu anh. Vào để mình kiểm tra nó gửi được hay thành công hay không thành công. Hiện giờ là nhiều nhà máy mặt trời ấy. À. Người ta còn chả gửi số liệu lên bao giờ cơ. Mà A0 người ta sẽ tự đọc từ xa rồi. Đó. Cho nên là anh cũng không kiểm tra. Cứ khi nào A0 nhắc thì mình kiểm tra lại hai cái phần mềm này cho. Mở bên xe xe bên không, lũ bên không ăn. Đúng rồi, bây giờ thì đấy, cái file đấy thì nó mất đi rồi. Nó mất đi rồi đúng không? Anh vào CV, anh lấy cái file backup của nó này. Được. Đó, anh vào đây để anh lấy cái file. Anh truy xuất vào cái file để các anh sử dụng này. Từ một CSV là backup của nó đúng không? Đúng rồi. Trên một công tơ. Backup của FMD báo cáo là nó mất đi. Đó, thì đấy là đối với những cái file đấy là đối với file sản lượng hàng ngày. Còn đối với những cái file khác thì sao? Ví dụ cái thông số vận hành này. Anh chọn thông số vận hành. Thông số vận hành là tức là nó sẽ đọc cái giá trị tức thời ở trên công tơ. Đó, ví dụ bây giờ anh đọc vào lúc 10 giờ 46 này thì nó sẽ ra cái tổng giao tổng nhận từ khi công tơ hoạt động cho đến cái thời điểm này, tức là 10 giờ 47 phút này này. Đó, các anh chọn điểm đo, các anh nhấn đọc.
để đọc số liệu trong giờ trong ngày á đúng không? Vâng, sẽ ra tổng cái sản lượng, tổng những cái thông số mà trên cái đồng hồ anh hiện hiển thị như nào thì thằng này nó sẽ đọc như thế. Hiện tại từ mấy giờ tới mấy giờ không? À, em có một cái trang Zalo thì em gửi cái clip lên đó rồi. Anh cho chấm đấu nha. Nói tiếp về cái kêu anh Phong, nó lưu vô thư mục nào kêu anh Phong anh cho nhóm. Tài liệu của em up lên đó. Cái file này nó đã gửi đến FTP đúng không? Đó thì trên đấy máy chủ A0 nó sẽ quét nó sẽ đẩy lên cái web này. Đó. Cái web này các anh để ý cho em bạn cái vấn đề sau này, bên bán điện này. Đó đếm này. Đó. Xác nhận số liệu đo đếm này, tức là xác nhận số liệu đo đếm ngày này. Chỉ số chốt tháng này, là chốt tháng do A0 chốt này. A0 chốt này. Đó, cái tính tiền của mình ấy, tính tiền tháng của mình ấy, nó do chủ yếu là cái chỉ số chốt tháng này, chứ không phải do cái chỉ số hàng ngày người ta cộng dồn vào đâu. Nó sẽ một tháng nó sẽ chỉ chốt một lần thôi, để người ta tính là tổng cái sản lượng trong cái tháng đấy. Đó, phiếu tổng hợp doanh nhận điện năng này, tức là mỗi tháng người ta khi người ta chốt xong người ta sẽ có cái phiếu này. Cái phiếu chốt cuối tháng mình lấy cái này xuống anh. Đúng không? Anh chị lấy cái phiếu đó như thế nào cho em xem. Đó, cái phiếu này hiện giờ là mình chưa có. Thì em sẽ lấy cái nhà máy khác cho. Đó. Đó, xác nhận số liệu đo đếm này. Anh vào mục này cho em. Đó, Mỹ Sơn 1, các điểm đo của mình này. Hiện giờ là mình không gửi được số liệu này đúng không? Thì nó sẽ bằng 0. Nó sẽ đang trống trơn. Đây các anh nhìn này, các điểm đo này, giao nhận này. MDMFP là gì? Nó A0 đọc từ xa. Cái số liệu của A0 sẽ hiển thị dòng bên dưới. Nhà máy, cái số liệu mà cái thằng này nó vừa gửi ấy. Đó, nó chính là cái phần nhà máy này, nó sẽ nằm ở đây. Rồi. Thì cái này nó sẽ so sánh hai cái số này với nhau. Nếu mà giống nhau nó sẽ đưa ra cái số xác thực. Còn nếu mà sai, hai cái số này sai thì nó sẽ ưu tiên lấy của MDMFP, lấy của A0. Được chưa? Đó, là các anh sẽ vào web này, các anh sẽ kiểm tra được số liệu hàng ngày của nhà máy. Nếu nó không có thì lúc đấy mình sẽ xử lý tiếp. Các anh sẽ phải đọc bổ sung. Đó, các anh có thể chọn ngày này. Được chưa? Đó, nó cũng có chu kỳ 48 chu kỳ này. Tức là cái file này nó sẽ áp nguyên si vào đấy. Cái file CSV này sẽ áp nguyên si vào đấy. Được chưa? Đó, 48 chu kỳ nó sẽ áp thẳng vào đây. Đó, một mục nữa này, chỉ số chốt tháng này. Chỉ số chốt tháng này do A0 chốt. Đó. Cho nên là những ví dụ cái kênh truyền của mình hay cái đường truyền của mình ấy, tất cả các thứ ấy, trong những cái ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 là rất là quan trọng. Thì cái thời điểm đó là không người ta chốt tháng. Nếu mà mất kênh ấy, người ta không đo được, không chốt được xa ấy, thì nhà mình sẽ phải liên hệ với A0. Liên hệ với ông Tiệp Vĩ. Đó, ông vậy là mình chỉ chốt ngày thôi đúng không? Còn tháng là A0 chốt. Không, tháng là A0 chốt. Đâu, em thấy là mỗi nhà máy khác là hình tháng họ phải gửi cái giấy giao nhận điện năng lên mà anh. Giấy giao nhận điện năng là do A0 tính. A0 tính dựa trên cái số sản lượng, cái chỉ số chốt tháng này. Chỉ số chốt tháng anh đọc này, nhà máy chỉ nhập chỉ số chốt tháng bằng cách nhấn nút update trong trường hợp A0 không thu thập được từ xa hoặc chỉ số không chính xác. Đề nghị liên hệ với A0. Nếu mà A0 người ta nhập, người ta đo xa được thì số liệu nó sẽ đẩy vào đây. Nếu nhà máy mình nhập thì sẽ phải ấn update để nhập cái chỉ số vào đây. Đó. Bây giờ mình nhận này. Đó, mình nhập vào đây. Đó, cái file để nhập vào nhà thì nó như nào? Cân không có được không? Hả? Cái chế độ auto thì thế nào? Cái file mà xuất sản lượng trong giờ hiện tại á là mình có xuất sản lượng giờ hiện tại. Ừ. Mục đích xuất để mình báo cáo sếp mình, ví dụ như máy, sáng giờ bán mấy kia hay mấy này từ sáng giờ là được bao nhiêu à, đúng rồi, sản lượng sáng giờ bán được khá là nhiều mê đó. Từ sáng bây giờ coi như là tính từ 12 giờ đến đến 10 giờ 51 đi thì từ 12 giờ các anh sẽ phải đọc một file thông số vận hành và cái thời điểm này các anh phải đọc một file thông số vận hành nữa đó, file thông số vận hành này, tức là đây cho các anh tất cả những cái file sản lượng nó sẽ được lưu vào EBR đúng không ạ? Còn những cái file khác ấy, những cái file khác mà như kiểu là thông số vận hành này, chốt này, công suất này, lịch sử này, thì các anh sẽ nó sẽ được lưu ở một cái thư mục khác. Đó, vì những cái này là A0 người ta không yêu cầu quan tâm thì nhà máy lưu đâu lưu đâu đó, nó cũng lưu trong EBR này, nó có một cái
mình tự tạo ha. Không, cái này phần mềm sẽ tạo. À. Đó, anh xúc thử một cái coi. Nó ra file nào để đi. Xúc mình có chia cho 31 chu kỳ không? Cho 48 chu kỳ mình chia ra không hay sao? Đó là mình vô một là thông số vận hành đúng không? Để mình xuất không? Còn chốt số là khác không? Chốt số nhiều nãy anh nói không? Đây nhá, tất cả những cái file khác này. Những cái file khác ngoài cái file sản lượng sẽ được lưu ở đây này. Đó. Anh bảo ML này sẽ một cái thư mục nhỏ trong này à, mình tạo ra đúng không? Đúng không? Rồi. Nếu mà phần mềm này nó đọc được công tơ à, nó sẽ tự tạo. À. Còn hiện giờ nó sẽ đọc lỗi nên nó không sẽ tự tạo được, nó sẽ không có file, nó không tạo được. À rồi. Thì em vừa tạo cái thư mục này đây. Rồi. Thì trong đấy nó sẽ có lại có 4 thư mục nữa. Ừ. 4 thư mục này bao gồm thông số vận hành này, chỉ số chốt này. À. Chỉ số chốt là mình chốt hàng ngày cho A0 đúng không? Không phải. Chứ sao? Chốt thì nó chốt tháng. Chốt tháng. Còn hàng ngày là mình cũng là chốt chỉ số vận hành hả? Hàng ngày là mình chốt phụ tải sản lượng. Rồi. Đó là những cái này nó sẽ lưu ở đây này. Nó sẽ có một folder nó thông số vận hành này. À. Chỉ số chốt này, sản lượng này, lịch sử này. Rồi. Đấy, như của bên này, này. Đó, đó cái thông số vận hành em vừa đọc này. Rồi. Cái thông số vận hành anh mới vừa đọc đây đúng không? Rồi. Rồi bây giờ mình đọc như thế nào? Thông số vận hành nó có đặc điểm như nào này? Serial công tơ này. Rồi. Ngay giờ đọc này. Rồi. Đó nó sẽ có tổng P giao P nhận. Biểu có ấm vô serial số. Đây đúng không? Số number á. Đó nó sẽ có tổng P giao P nhận này. Từ khi công tơ vận hành. Đây là P giao P nhận này. Quy phải hàng bốn góc này. Không, cái này em nói kìa. Cái mà theo giờ từ sáng tới từ 7 giờ sáng tới 12 giờ trưa á, một chỗ mình để mình xem thôi đó. Đúng không? Là sao? Có đọc cái nào đâu. Đây em đang nói, đây em đang nói đây, hỏi đây. Ừ. Thì bây giờ nó đọc cũng 10 giờ 47 phút đúng không? Dạ. Thì bây giờ anh có cái tổng P giao này từ khi công tơ vận hành đến cái thời điểm này. Rồi. Anh muốn tính tổng cái sản lượng từ 12 giờ đến cái thời điểm này đúng không? Ừ. Thì khi đó 12 giờ đêm anh phải thức anh đọc một cái file này nữa. Được. Nhưng mà anh nghĩ là chắc là bên chủ đầu tư người ta không yêu cầu mình đọc những cái thông số đấy rồi. Có chứ. Được. Ủa đâu phải mình tính gì đâu ta. Đâu. Mình vừa cho à, không báo. Không, không, không thì em nói rồi. Cả ngày rồi. Đúng rồi. Ủa đợt trước bên mấy bạn kia cũng nói là cũng có cách mà chỉ trong một buổi sáng nó có mua một tiếng nó có 2 chu kỳ đúng không? Trong không 4-5 chu kỳ mình đọc được một sản lượng trong 4-5 chu kỳ đó mà đâu có tính gì đâu. Em quên là lâu quá em cũng không có làm nữa. Đây anh đọc cho anh cái phụ tải công suất. Như trong ngày mình làm được đúng không? Thì trong mấy chu kỳ đó mình làm cũng được. Mình đọc 3 ngày. Đọc buổi sáng cũng được, đọc 5 tiếng hơn. 6 tiếng. 6 tiếng là nó 12 chu kỳ rồi. Chốt này nó dùng ngày hôm sau, chốt là nó lấy thời điểm 0 giờ luôn đúng không? Cứ gì ạ? Được rồi, về đây số 1 nha. Mà đây là ngày 1 tháng 5 thì nó lấy là ngày 30 đúng không? Vâng. Nó lấy cái kết quả của ngày 30 là lúc 0 giờ. Ví dụ đầu ngày mùng 1 anh chọn ngày mùng 1 tháng 5 nhé, sẽ ra tổng cái file sản lượng ở trong ngày mùng 1 là từ 0 giờ ngày mùng 1 đến 24 giờ ngày mùng 1. Cái thời điểm lúc em chốt đấy, trong ngày hôm sau, mấy ngày hôm sau cũng làm được không? Thời điểm đấy, thời điểm mình bấm ấy. Vâng. Còn bây giờ mình cài cho công tơ máy tính nó chốt tự động, cứ đúng 24 giờ nó chốt thì sao anh? Máy tính 24 giờ rốt. Thì em sẽ tạo cái lịch đọc tự động để nó sẽ gửi cái sản lượng hàng ngày, nên không thì các anh sẽ phải hầu như không phải thao tác trên cái máy này nữa. Tự động chốt đó, trừ khi cái phần mềm này bị treo thôi mình rì ta lại đúng không? Thế là em muốn là mình phải linh hoạt giữa hai cái, mình vừa có thể chốt tự động mà vừa chốt bằng tay được. Mình làm hai cái.
chỗ công tơ riêng, tôi chạy cái số liệu riêng nữa. Để cho anh chị không có cái chỗ anh hỏi, chỗ đó mình lúc hay làm, còn vấn đề quan trọng thì sẽ có lịch sẵn rồi. Nó còn vấn đề ví dụ như sáng giờ nó phát, ví dụ như lúc 7 giờ sáng cho nó lúc 1 giờ trưa hết bao nhiêu á, thì sẽ có một cái máy tính về phần nhà máy, nó sẽ thống kê được cái sản lượng đó nữa. Nhưng mà phần mềm này đọc được, làm được gì đó. Không, trước đó có phần chênh lên rồi, lâu quá. Chỉ số hôm qua em chụp, chỉ số hiện tại em trừ ra được thôi. Đúng rồi, chốt hiện tại với lại... Con xào lên 30 phút lắm được. 30 phút qua ngày mới được. Anh ấy vừa hỏi đúng không ạ? Tức là bây giờ anh muốn đọc sản lượng từ... Trong mấy chu kỳ trong buổi sáng đó. Thì anh đọc cho cái phụ tải công suất này. Phụ tải công suất đúng không? Vô phụ tải công suất đúng không? Thì nó sẽ có này. Anh đi rồi em xúc rồi sao anh? Đây thì cái file này nó sẽ lên sẽ nó sẽ khác cái file sản lượng. Dạ đúng rồi. Tức là nó sẽ gộp này. P giao P nhận này. Q giao Q nhận này. Rồi. Nó dòng đầu tiên là giao này. Giao. Nhận này. Rồi. P giao P nhận. Q giao này. Q nhận. Này. Rồi. Đó. Đây tức là thời điểm có điện đầu tiên ở trong ngày tức là 0 giờ. Đây nó sẽ đọc từ 0 giờ ngày 31 tháng 5. Rồi. Đó là đến bây giờ là 10 giờ đây thì nó sẽ có 20 mấy chu kỳ đúng không anh? Một chu kỳ đây. À. Đó, thì đây này. Thì cái những cái số này nó sẽ là công suất trung bình trong khoảng thời gian 30 phút. Rồi. Thì bây giờ anh sẽ cộng hai cái này vào là nó sẽ ra cái sản lượng trong cộng lại hả? Trong phải trừ ra. Là cái cột sản lượng đúng không? Em cứ nói nôm na như này anh hiểu như là gì vậy? Thì dạ. Cái này là cái số này. Rồi. Nó là công suất trung bình. Rồi. Từ cái khoảng 0 giờ đến 0 giờ 30. Đó. Nó là công suất trung bình. Rồi. Không phải là tổng sản lượng à. Nó là quả sản lượng. Nó chia cho bao nhiêu mình. Sản lượng đúng hơn chứ sao lại là công suất trung bình được. Đúng đó, chu kỳ. Nó là về đúng giờ rồi. Nó sản lượng 30 phút chứ. Không anh ạ, cái này là đây là công suất trung bình này, em thấy nhà máy nhiều nhà máy người ta sẽ dùng cái này là người ta nhân với 0.5 là sẽ ra cái sản lượng trong đúng rồi. Vì nó là 30 phút. 30 phút nhân 0.5 đúng không? Thì em thấy một số ít rồi, nhà máy chỉ có chi cho hai không? Hồi trước nhớ một lần rồi. Bây giờ cho dễ như này, bây giờ các anh cứ thử đọc cho em một lần này. Anh thử đọc cho em một cái này này. Rồi các anh sẽ đọc từng cái file sản lượng của ngày hôm đấy. Các anh sẽ nghiệm ra là số này nó sẽ phải tính như nào. Ngày xưa em cũng gặp nhưng mà không nhớ lắm. Nhưng mà nó là cái công suất trung bình trong cái khoảng nửa cái tiếng đấy. Ví dụ là 1 và 10 thì sẽ chia trung bình ra. Vì cái thời gian nó cứ giải liên tục mà, nó giải liên tục thì nó phải tính trung bình thì nó mới ra sản lượng. Vì thực chất cái file sản lượng nó tính từ cái file này ra, nó dùng cái số liệu này nó tính ra cái file sản lượng. Cái sai số của cái sai số của đầu đếm của mình đó. Từ đó nó mới tính ra cái. Chứ em thấy một số nhà máy người ta dùng cái này người ta chỉ để test cái test một cái số ngày nhất định thôi. Theo yêu cầu của ban lãnh đạo người ta sẽ chỉ test thôi, anh nghĩ là không phải báo cáo hàng ngày đâu. Đó thì cái đấy nó ok nhé. Cái phần này đây đợt trước có cái phần máy kia là mình biết tính cái này luôn ra con mẫu á, cái số liệu tính luôn. Đó bây giờ sẽ chỉ cho anh cái chỉ số chốt này. Cái chỉ số chốt này là cái chỉ số chốt tháng của cái công tơ, trên công tơ. Cái này là hàng tháng A0 người ta cũng sẽ đọc từ xa. Mình không, mình không phải chốt, mình có thể đọc được. Mình có thể đọc được. Chỉ số lấy, nhưng mà được chỉ số tháng lấy chỉ số. À, chốt với công tơ ngoài kia hả? Ví dụ nha bây giờ. Không được. Nó tích cái này được không? Rồi, số tháng lấy chỉ số đang bằng 1. Rồi. Thì nó sẽ đọc ra cái file chỉ số chốt. Hôm nay ngày 31 tháng 5 thì nó sẽ đọc ra cái file chốt của cái tháng 4 được. Cái ra thuộc cái tháng 4 đến 34 đúng không? Bây giờ nếu mà mai nó sang ngày 1 thì các anh sẽ đọc được cái chỉ số chốt của tháng 5. Đây bây giờ em đọc thử nhá. Chỉ số chốt rồi. Hôm nay nó đang đi nếu có đọc không. Em sẽ xúc cái chốt đó mà yêu cầu là phải thêm chi phí. Cái dây rồi. Cái dây thêm chi phí. Đó, cái file chỉ số chốt này. Lưu ở thư mục chỉ số chốt này, thấy chưa? Anh mở file lên.
Anh thấy file này nó giống như file sản lượng không? Ừ. Ồ, cái này chắc phải chiều anh ơi. Giờ anh thấy đuối lắm rồi anh ơi. Giờ anh thấy đuối lắm rồi đấy. Cái gì ạ? Giờ anh thấy là tiếp thu không nổi luôn rồi đấy. Cái này đơn giản thôi anh. Tí em sẽ gửi cho em một file hướng dẫn. Đó, nó giờ nãy, lúc nãy là cái phần này là em chưa được xem cái phần này nè. Lúc nãy tụi em đang trên bên kia thì em chưa xem cái này. Thì các anh cứ tập trung đây, tí em nói cái đấy, nói lại cái đấy nhé. Đó, đây là cái file sản lượng này. Ơ, cái file chốt tháng này. Đó, cái file chốt tháng. Đầu tháng, cuối tháng đó. Đọc tại cái thời điểm này. Nghĩa là cái file chốt tháng và file chốt hàng ngày nó có lưu cùng một thư mục không anh? Không. Hàng ngày là cái file sản lượng, nó sẽ được nằm riêng ở một nơi để nó được gửi về A0 rồi. Còn tất cả những cái số khác ấy, ngoài sản lượng hàng ngày ra thì nó sẽ được lưu ở cái thư mục khác. Bây giờ đó nó cái file chỉ số chốt được các anh ạ. Cái bằng cái file hàng ngày là cái đuôi của nó là chấm cái gì anh nhỉ? Chốt hàng ngày á, sản lượng hàng ngày, tự tải hàng ngày á, để gọi là không, cái đuôi nó là chấm gì? Nó CSV mà anh. CSV hả? Nó file MS không, cái đuôi nó phải ngày được thì nó phải nhận đuôi để nó chuyển đi chứ. Ví dụ như cái chơi chốt tháng của anh là nó không có chuyển đi đúng không, tự động đúng không? Thì cái đấy vừa nói rồi. Cái file mà EMR là mình vô tình mình chuyển đuôi thì nó có ảnh hưởng gì? Không, nó đâu có chuyển đi. Chuyển cái gì ạ? Vô tình chuyển đuôi qua cái dàn hạn á. Nó mạo hóa. Không phải dàn xéo nữa. Con không gửi không? Không. Nó gửi không được không? Em cái đấy em chưa thử. Thử rồi được. Mày muốn đổi thành dạng gì? Không, thay đổi dạng. Trong cái file là chút tháng nè, là nó không gửi nè đúng không? Tháng nè, tháng là nó không gửi nè, đúng không? Rồi. Nó chỉ gửi được cái file ngày thôi, thì chắc chắn hai cái file này nó có cái đường khác nhau. Đường khác. Mà tháng này là nó lưu thư mục nào? Đâu nó chuyển tháng này nó sẽ lưu ở đây này. CSV, đúng không? Tháng là lưu thư mục CSV đúng không? Đây anh tập trung anh nhìn đây. Bỏ hết những cái này đi. Bỏ hết hai tầng này đi. Anh chỉ quan tâm hai tầng này thôi. Rồi. Hai lần này thì tất cả những cái file nó sẽ được lưu ở SMR. Tất cả lưu ở SMR rồi. SMR là thư mục chính nè. Đúng không? SMR nè. Đúng không? Trong SMR là nó có cái thư mục là CSV và thư mục trong SMR nó sẽ bao gồm cái thư mục, nó sẽ bao gồm những cái file sản lượng ngày. Đó, những cái file sản lượng ngày được chưa? Rồi, những cái file sản lượng ngày. Và một nó có một cái thư mục con trong nữa. Để nó chứa những cái thông số này. Cái thông số này là cái thông số đọc mình đọc ra đấy, mình đọc ngoài cái sản lượng ra. Rồi. Vì sao? Vì cái thằng SMR này, cái thằng phụ tải sản lượng này nó được ưu tiên nó lưu ở đây. Để cái phần mềm MRF này nó sẽ chỉ vào đây, nó lấy cái này ra. Nó lưu vào đây, ở ngoài đây. Nó lưu qua đây luôn. Không có vô thư mục là con nào hết. Đúng rồi, vì đơn giản cái phần mềm này nó đã được cấu hình này, nó móc chọn vào đây nó lấy. Rồi. Rồi bây giờ cái sản lượng tháng thì nó nằm ở đâu? Sản tháng đó em vừa nói là nó nằm trong này đúng không? Chỉ số chốt, phụ tải chốt công suất. Nó chỉ có hai thư mục thôi. Rồi. Thứ nhất này là SMR, thứ hai là CSV này. CSV là những file sản lượng hàng ngày này. Và SMR này, trong này có một thư mục nữa này là bao gồm những cái thông số còn lại. Được chưa? Cái file chỉ số chốt này nó sẽ có dạng như nào? Đó, nó sẽ có tổng P giao, tổng P nhận này. Quy phản kháng môn góc này, trung bình giao này, cao điểm giao, thấp điểm giao này, trung bình nhận, cao điểm nhận, thấp điểm nhận này. Đó, các anh thấy nó giống cái file gì? Nó giống cái file sản lượng, giống cái file này không? Nó sẽ giống cái file thông số vận hành, đúng chưa? Nó sẽ giống file thông số vận hành. Nhưng mà cái file chốt này là cái file mà nó đọc vào đúng cái thời điểm 0 giờ 0 phút ngày 1 tháng tháng. Giờ là nó đọc 24 giờ. 480 kỳ đúng không? Chỉ số chốt là lưu ở file ngày là nó đọc cho là tháng rồi, tôi phải 480 kỳ của nó, bắt đầu của ngày của tháng trước. Cái chỉ số chốt sản lượng ngày ấy là 480 kỳ là trong cái ngày hôm đấy. Thôi đúng không? Còn cái tháng này nó bao gồm cả một tháng cơ mà anh. Thì cái file nó sẽ lưu dạng khác, nó sẽ không lưu dạng kia nữa. Đây các anh nhìn xem này. Để các anh tính chốt tháng này. Tháng thì nó khác đúng không? Ngày thì nó chia ra 480 kỳ, nó chia thẳng ra. Tháng nó bao gồm đây này. P giao, P nhận này.
về từ khi cung tơ đưa vào hoạt động cho đến ngày mùng 1 tháng 1 không giờ công phút ngày mùng 1 ngày mùng 1 tháng 5 tới ngày 31 tháng 5 ngày mùng 1 tháng, đây là file chỉ của tháng 4 anh nhìn cái giờ đọc này rồi. Ví dụ đọc vào 31 tháng 5 này nó sẽ ra cái file sản lượng tháng 4 cái file sản lượng tháng 4 chứ không phải tháng 5 vậy là cái đầu tiên đây là từ khi làm công tơ cho tới khi 31 tháng 4 cuối ngày của tháng 4 là đó từ cái sản lượng này nó mới trừ cái sản lượng mà của tháng 5 tháng 3 ra thì nó ra cái sản lượng của tháng 4 đúng rồi không cái file này là chưa trừ file này là lũy kế cộng dồn thôi ví dụ A0 người ta đọc này người ta sẽ ra cái số y như vậy người ta sẽ ra cái số y như này xong là người ta sẽ lấy tháng này trừ đi tháng trước tháng 4 trừ đi tháng 3 chứ người ta không nó sẽ là cái số lũy kế chứ không phải là cái số thực tế trong tháng nó là cái lũy kế từ khi công tơ hoạt động cho đến cái tháng này giống như người ta ghi chốt điện nghe đúng rồi đây anh nhìn nha người ta sẽ lấy cái số cuối cùng chốt anh nhìn số 1 anh nhìn cái số 1 này tức là đây là cái file chỉ số chốt tháng mà mình đọc trong một tháng trong đó đây là file chỉ số chốt tháng của tháng 4 bây giờ mình muốn đọc chỉ số chốt của tháng 4 và tháng 3 thì là như nào bấm mâm số 2 ngày chỗ số ngày số tháng đúng không đúng rồi nếu mà anh lên tất cả này thì nó sẽ lấy tất cả các tháng từ khi công tơ hoạt động số tháng anh lấy 2 tháng này rồi anh hiểu rồi anh đọc này nó sẽ ra được số chốt của tháng 3 và tháng 4 nhưng mà nó sẽ nằm cùng trong một file nó sẽ nối đuôi nhau nó sẽ gối vào nhau đó ví dụ các anh muốn tính sản lượng trong một tháng ấy thì các anh sẽ đọc hai cái tháng này để các anh lấy tháng trên anh trừ tháng dưới tháng với lại sản lượng ngày là nó dễ rồi đúng không là mình biết rồi đó nhưng mà sản lượng giờ thì phải nhờ anh chỉ có chiêu gì đó để tính toán ra cho biết đây các anh nhìn ra này đây này em vừa đọc cái sản lượng tháng 3 và tháng 4 đúng không? Mình chọn 2 tháng đúng không? Thì đây cái file này nó sẽ giống hết cái file chỉ số chốt tháng vừa nãy mình đọc chọn 1 ngày. Nhưng mà còn tháng sau đâu? Anh nhìn dưới này, nó sẽ nhảy tháng sau này. Của 2 nhé. Số 2 chưa? Rồi. 1 tháng 4. Đây số 1 trên là đọc tháng đầu tiên gần nhất. Đây thế là tháng 4. Xuống bắt đầu xuống bên dưới số 2. Đó, là file chỉ số chốt tháng 3. Bây giờ anh muốn tính tổng anh lấy cái số này. Lấy số này số trên anh trừ đi số dưới ra cái số tháng 4 đó là được bao nhiêu ha đó đấy là một cách anh chốt tháng còn nếu các anh chốt theo ngày rồi thì các anh cộng dồn các ngày và thì nó cũng tương tự như nhau đó là anh có nhiều sẽ có nhiều phương án và bây giờ anh chỉ cách khởi động này lên rồi xong rồi cài cái lịch mà để cho nó chốt theo A0 á thường mấy nhà máy khác đó, nó chốt như thế nào á đúng không còn mấy cái file thông số lịch sử này nó sẽ đọc ra file nó sẽ như vậy công tơ của nhà máy em là như đọc bao nhiêu công tơ anh nhỉ 4 anh em không rõ nhưng mà em đây đó. Nó ghi rõ ràng thôi là mấy cái này anh cài hết rồi đúng không đúng rồi anh nhìn em này 1.4 tất cả những cái này anh không quan trọng anh quan trọng cái gì này serial công tơ này tên điểm đo này và mã điểm đo này đó serial công tơ là cái số chế tạo công tơ ghi trên cái mặt đồng hồ nhỉ còn tên điểm đo là tên này của cái điểm đo đấy còn cái mã đo là mã để đo gắn với cái tên này anh chỉ cần quan tâm về cái này thôi còn mấy cái này ngắt kết nối hay đọc lỗi các thứ gì ngắt kết nối hay đã kết nối thì anh không quan trọng những cái này anh bỏ qua ra các anh chỉ quan tâm những cái này cho nó đơn giản này còn cái IP công tơ là sao IP gì ạ IP công tơ để mình kết nối IP đây là cái out season là do thí nghiệm điện người ta đặt người ta sẽ đặt một cái out vào cái số này mình đặt theo ý thích thôi nhé đó là thông thường là thí nghiệm điện sẽ đặt theo cái tên điểm đo này 131 chính là 1.4 dự phòng 1.4 để đặt 0.4 khi mà cái phần mềm này nó đọc thì máy tính nó đọc nó sẽ gọi cả bốn cái công tơ dậy thì khi nào mà nó gọi đúng tên thằng nào thì thằng này nó sẽ trả số liệu về còn tất cả những số liệu mà nó hỏi từ cái phần mềm này nó hỏi vào công tơ thì cả bốn thằng đều nhận được nhưng mà thằng nào đúng tên thì ao này nó sẽ trả số liệu về vậy mình chốt số liệu này á là nó gọi bốn cái là mình có bốn file rồi là nó gộp lại một file mỗi điểm một file cho anh mỗi điểm file là khi mình báo cáo này là có bốn cái công tơ là bốn cái file CSV nó gạo đi rồi nếu mà bốn file bốn điểm anh đọc trong bốn ngày thì sẽ có 16 sẽ có 16 file mỗi ngày mỗi điểm sẽ có một file rồi là mình gửi sau báo cáo này là được gọi là thực tính đúng không tao gửi tự động như thế nào nhỉ? Đây là anh bảo đến được
dù máy này nó để chức năng standby là nó tự chạy chạy không? Nếu ví dụ như không standby không chạy, anh phải để đăng nhập vô đúng không? Anh phải để unway để cho nó mở liên tục hả? Chạm mình có để mở liên tục.